Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cô gái 21 tuổi được phát hiện tử vong trong một phòng trọ. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị LTTL, sinh năm 2003, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị L rời nhà từ chiều 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết Giáp Thìn. Khi đi, chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Chiều 19 tháng 2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Ngày 16 tháng 10 năm 2023, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, 16 giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án giết người phi tang thi thể tại sông Hồng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án là TZK, sinh năm 1985, quê quán xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân được xác định là HIN, sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, từng giành ngôi vị Á Khôi 2 một cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam tổ chức đầu năm 2023. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 10 năm 2023, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định nhân thân. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân là chị HIN. Cảnh sát cũng xác định chị N bị sát hại và phân xác để phi tang. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ nghi phạm tại Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng hung khí tự sát, song không thành và được công an đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, tạm trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Vụ án xảy ra tại nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa thực hiện. Theo thông tin ban đầu, chiều 9 tháng 2, Công an phường Tăng Nhân Phú B nhận được tin báo của chị VTH, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, về việc em ruột là chị VTT, sinh năm 1999, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ chiều 8 tháng 2. Công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ nơi chị T ở để xác minh thông tin. Qua đó ghi nhận, chị T không xuất hiện ở khu nhà trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2, giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa ở cùng khu trọ, chị T ở phòng 4, Khoa ở phòng 14 có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, các tổ trinh sát đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Di lý về thành phố Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh làm rõ. Khoa khai khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó, Khoa dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm khiến chị T tử vong rồi hiếp dâm nạn nhân. Khoa chiếm đoạt một lắc tay và ba nhẫn, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng của chị T. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp, ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Trước đó, vào cuối năm 2023, án mạng kinh hoàng ở Cà Mau trở thành một trong những vụ án khiến dư luận đặc biệt chú ý. Có thể giải thích vì sao án mạng này nhận được sự chú ý của dư luận là tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng thời thủ đoạn của kẻ thù ác quá sức dã man.
Đáng chú ý, thông tin mới nhất mà cơ quan công an cung cấp càng khiến cho dư luận sục sôi vì những lời khai của nghi phạm trong quá trình cướp đi tính mạng của ba người. Trong đó, có một thai phụ đã lộ ra rằng việc kẻ thủ ác ra tay sát hại ba người không chỉ từ sự việc bột phát. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, làm việc với công an, Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, nghi phạm không có việc làm ổn định, sống nhờ nhà vợ hờ nên cảm thấy không được tôn trọng và nảy ra ý định giết cả gia đình vợ hờ xuống Hoàng Tuyền. Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân được xác định trong vụ án mạng kinh hoàng này gồm ông PVS, 69 tuổi và bà TTG, 68 tuổi, và chị PLK, 38 tuổi, đang mang thai. Quay trở lại về động cơ gây án kinh hoàng của nghi phạm, việc Khoa sinh năm 2000, tức là năm nay 23 tuổi, mà người vợ hờ là chị PLK đã 38 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác đã tạo cho nghi phạm một cái cớ hoàn hảo để biến ý định giết người thành hành động. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11, lợi dụng vợ hờ là chị PLK, 38 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang ở trong phòng riêng, nên nghi phạm ra tay với nạn nhân. Đáng sợ hơn, Khoa sau đó không hề cảm thấy hối lỗi mà con thú bên trong đối tượng đã lấn át hết lý trí. Khoa lúc đó không hề nao núng mà lấy mền đắp cho người phụ nữ từng là người đầu ấp tay gối với mình. Khoa sau đó đặt võng trước cửa phòng của chị K với lý do vợ mình cuối thai kỳ sắp sinh nên cần nghỉ ngơi, mong mọi người đừng làm phiền. Bên cạnh đó, Khoa cũng nằm hẳn lên chiếc võng đặt trước cửa phòng nên gia đình chị K không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, có lẽ chính ông PVS và bà TTG cũng không thể nào ngờ rằng đằng sau cánh cửa mà bị Khoa chắn ngang kia, con gái và cháu ngoại của mình đã bỏ mạng bởi tên sát nhân máu lạnh. Bên cạnh đó, một chi tiết mà khi Khoa khai với cơ quan cảnh sát điều tra đã thấy được việc ra tay tàn độc với ông S và bà P không hề là từ bột phát mà hắn đã lên chi tiết hết sức tỉ mỉ sau khi đã ra tay với chị K. Khi ra võng nằm thì những ý định về việc sát hại bố mẹ vợ hờ của hắn cũng đã nhen nhóm. Tuy nhiên, kế hoạch này của hắn gặp phải một chút chướng ngại khi cùng ngày đó vợ chồng con trai ông S về nhà chơi nên cả gia đình tổ chức ăn uống. Ý định sát hại ông S và bà G bị hoãn lại. Khoa lúc đó vẫn thản nhiên chung vui cùng toàn bộ gia đình. Nhưng khi được hỏi về chị K thì Khoa vẫn ung dung bao biện rằng chị K nói mệt nên cần nghỉ ngơi, cả nhà cứ ăn cơm bình thường. Sau đó, đến khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 11, khi cả gia đình đã tàn tiệc và gia đình người con trai ông S ra về, thảm kịch mới chính thức bắt đầu. Khi đó, Khoa thấy bà G đang dọn dẹp phía sau nhà nên Khoa đã ra tay với nạn nhân rồi kéo thi thể đặt xuống vuông tôm cách nhà khoảng 50m. Sau đó, Khoa vào nhà tìm ông S và dùng hung khí tấn công ông S khiến ông S tử vong sau đó không lâu. Gây án xong, nghi phạm đã vào trong phòng của ông S và bà G lấy đi hàng chục triệu đồng cùng xe của nạn nhân và tẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Kinh hoàng hơn, khi có người hỏi về gia đình ông S, Khoa cho hay nạn nhân đã đi du lịch và đưa điện thoại cho nghi phạm sử giúp. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.